cánh đồng lúa rộng hàng chục hecta này những năm trước đây được người dân thôn Ngoại Đê, xã Nam Thái, huyện Nam Trực gieo cấy 100%. Nhưng vụ lúa năm nay bị bỏ hoang tới phần nửa diện tích. Theo tính toán của người dân, hiện nay thu nhập từ cấy lúa rất thấp, chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng một sào một vụ, nên nhiều người không còn thiết tha với đồng ruộng. Trong 6 tháng thì thu hoạch một sào lúa mới được có hai tạ lúa thôi. Hai tạ lúa thì bán ra thị trường nó chỉ được hơn 1 triệu trên một sào. Nhưng mà đầu tư thì trong 6 tháng đầu tư từ gặt cấy, cày đến lúc thu hoạch là hết khoảng 1 triệu rồi. Thế thì tự dưng là có nghĩa là cái đồng công nó rất là thấp đối với nhân dân, cho nên là nhân dân cũng không muốn cấy. Hiện xã Nam Thái có trên 100 hecta đất bị bỏ hoang. Nguyên nhân chính là do thời tiết không thuận lợi, giá lúa thấp trong khi công sức đầu tư lớn, thu nhập từ cây lúa không cao bằng những ngành nghề khác. Hệ lụy từ những diện tích đất bỏ hoang là nơi trú ngụ của chuột, bọ, sâu bệnh, gây nhiều khó khăn cho việc chăm sóc, bảo vệ lúa. Vụ mùa là hầu như người ta bỏ hoang là 100%. Còn về vụ chiêm, ví dụ như cánh này là hơn 2 hecta là của 14 hộ dân, nhưng mà người ta cũng không trồng được vì đây nó là cái rốn nước, tức là nó úng, không thể tiêu được, nên là bà con không trồng cấy. Cái diện tích bỏ ruộng thì cỏ hoang mọc là cái tàn dư để mà các cái đối tượng dịch hại cư trú trú ngụ và phát sinh phát triển, và gây hại trên cái diện tích lúa sau khi cấy. Tình trạng người dân bỏ ruộng cũng là thực trạng ở nhiều địa phương, nhất là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, và một trong những nguyên nhân là diện tích đất manh mún, nhỏ lẻ của những thửa ruộng dẫn đến việc canh tác kém hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này, trong những năm qua, việc tích tụ ruộng đất được nhiều địa phương trong cả nước thực hiện bước đầu đã đem lại hiệu quả nhất định. Đây là mô hình nuôi cá trên ao bán nổi của Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Hơn 28 hecta ao nuôi trồng thủy sản theo quy trình khép kín, với các giống cao sản và chất lượng cao như cá chim trắng, rô phi xuất khẩu, lợi nhuận trên 100 triệu đồng một hecta một năm. Với sự nỗ lực của 17 xã viên trong hợp tác xã, giống cá và cá thương phẩm hiện đã cung cấp cho cả nước. Chúng tôi mới thành lập hợp tác xã nuôi trồng thủy sản. Đấy, thế và từ đó cho đến nay thì là chúng tôi thấy là cái hiệu quả giữa thành lập được hợp tác xã, hoạt động theo hợp tác xã thì nó có hiệu quả cao so với là làm ăn manh mún nhỏ lẻ như trước. Cái kinh tế của từng xã viên một cũng đã thay đổi rất là hoàn toàn, là rất là thay đổi rất là lớn. Đấy, cụ thể thì là cũng đã có nhiều xã viên là nhờ vào làm trang trại nuôi trồng thủy sản mà cái mức thu nhập là tương đối ổn định, và họ đã sắm được xe riêng và đã xây được nhà to đẹp khang trang. Xuất phát từ thực trạng ở xã Hạ Lễ, một năm chỉ có một vụ lúa, năng suất không cao, một số hộ dân không mặn mà với canh tác nông nghiệp, anh Thịnh cùng các xã viên đã thỏa thuận với các hộ dân về việc tập trung đất đai, chuyển nhượng, góp đất để thực hiện mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng nuôi thâm canh tập trung, quy mô trang trại. Để mà tích tụ được cái số diện tích 28,16 hecta này thì chúng tôi phải dồn dịch của gần 100 hộ dân. Chúng tôi cũng vận động những hộ dân nào mà cấy manh mún nhỏ lẻ mà muốn vượt nập lên để nuôi trồng thành trang trại nuôi trồng thủy sản. Đây là mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của anh Bùi Văn Phương ở thôn An Cầu, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Vốn am hiểu về kỹ thuật trồng trọt, anh Bùi Văn Phương đã mạnh dạn thuê đất của các hộ dân, đất công điền của xã để đầu tư mô hình trồng trọt công nghệ cao. Ý chí vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là tạo điều kiện về mặt cơ chế, chính sách tập trung đất đai. Và điều quan trọng là đến nay sau 3 năm đi vào sản xuất, tất cả các sản phẩm đều có đối tác bao tiêu với giá cả ổn định. Điều mà trước kia anh không có được khi sản xuất trên những thửa ruộng nhỏ lẻ. Ruộng đất với cái quy mô rộng đủ lớn thì sẽ giúp chúng tôi đầu tư cũng như sản xuất mang tính chuyên nghiệp hơn và tạo dựng cho chúng tôi cái thị trường. Họ cũng yên tâm hơn về cái quy mô của chúng tôi. Và một phần nữa là nó cũng giúp cho chúng tôi yên tâm để mà đầu tư và đưa vào các trang thiết bị máy móc để phục vụ sản xuất, chứ nó không còn để giải phóng sức lao động, chứ không còn thủ công như cái diện tích đất mình muốn trước nữa. Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung đã và đang là một xu thế tất yếu, tạo bước đột phá, khai thác tiềm năng và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Ở một địa phương khác là tỉnh Bắc Giang, bên cạnh hình thức thuê đất, chuyển nhượng đất, nhiều nông dân trên địa bàn đã tập hợp lại để cùng sản xuất trên diện tích đủ lớn. Tại xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, có hơn 50 hộ góp đất cùng Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm 3 trồng rau sạch. Nhà lưới được đầu tư lắp đặt hệ thống tưới hiện đại, có thể trồng đa dạng các loại rau ăn lá, củ, quả theo quy trình an toàn. Bằng cách này, nhóm hộ không phải mất chi phí thuê ruộng. Người làm nhiều, đóng góp lớn được trả ngày công cao. Lợi nhuận thu được sau khi trừ các khoản đầu tư sẽ được chia theo tỷ lệ diện tích đất góp. Bởi vậy, đều nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Từ cái việc sản xuất theo cái truyền thống và sang một cái đưa khoa học công nghệ vào sản xuất thì nó đòi thay đổi từ hành động, suy nghĩ. Ở đây thì chúng tôi dùng cái cách là đi vận động bà con, góp vốn, góp đất vào để tổ chức sản xuất, cung ứng cho thị trường những cái mặt hàng mà thị trường cần. Tham gia hợp tác xã từ những ngày đầu, bà Trương Thị Tâm không khỏi vui mừng vì thu nhập cao hơn so với trước kia rất nhiều, và quan trọng hơn, bà được tiếp thu và áp dụng được những kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Nhà có 5 sào đất để góp vào cho hợp tác xã, thế và cái lợi nhuận so với lúc trước thì là lợi nhuận nó sẽ cao hơn rất nhiều. Khi mà làm cái dưa như là những vụ trước ấy, thì là ở ngoài đồng thì là nó sẽ đạt được từ 10 đến 20 triệu trên một sào. Thế còn dưa nếu như trong nhà lưới này thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 100 mô hình mới, cách làm hay trong tích tụ ruộng đất bằng cách thuê, mượn, góp đất, tập trung tại huyện Hiệp Hòa, Yên Dũng, Tân Yên. Sau khi có ô ruộng lớn, chủ mô hình đã mạnh dạn áp dụng kỹ thuật tiên tiến, lắp đặt thiết bị hiện đại vào canh tác cho hiệu quả kinh tế cao. Bình quân thu nhập đạt hơn 300 triệu đồng trên 1 hectare một năm.